Đi đâu vậy hai? Đi hái chuối. Mới hái ngoài cho có chuối hả? Đây. Dưới đây. Mọi người ơi, hôm nay thì Yến sẽ hướng dẫn mọi người cách bẻ bắp chuối cho mọi người. Thì ở quê Yến thì ví dụ như mình không có cây thì mình không có mình hái không tới mọi người, thì mình sẽ lấy cây mình chọt nha mọi người. Cách bẻ chuối đơn giản. Giờ Yến sẽ chọt bắp chuối này nha. Mình nếu mình chọt như vậy á thì nó sẽ rất là nó sẽ dễ bị hư buồng chuối á mọi người. Nên mình sẽ chọt theo kiểu như này mọi người. Đây. Đây mục tiêu của mình đó mọi người, thì mình chọt 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 như này nè, thì chuối nó sẽ dễ bị hư buồng chuối, chọt chuối buồng chuối mọi người. Thì mình sẽ lấy cái cây á, tích vô cái đít của nó. Cái này là hoa chuối mọi người, mình sẽ đẩy lên như vậy nè. Nó một cái chắc nè. Cái này không sao, tất nhiên là phải đẩy vài lần nó mới được. Mọi người nó mọi người, nó rớt xuống rồi đó mọi người. Đây. Mình đã chọt thành công cái bắp chuối rồi nha mọi người. Đó, ngon chưa? Rồi, tiếp tục mình đi chỗ khác. Đây, cái bắp chuối siêu to nha mọi người. Nè mọi người thấy không? Đấy, bắp chuối siêu to. Nọ lắm, bên kia một cái nữa. Đây, chúng ta sẽ chọt nha mọi người. Cái tay của tôi khổng lồ luôn, nó bị banh cái đít rồi, té banh cái đít rồi. Trời ơi, chuối trời dở không nổi luôn mọi người, banh mẹ cái đít rồi. Rồi chỉ là phẩm gì đây, bắp chuối này là bắp chuối chuối sáp nha mọi người, nên là nó tròn 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 lưỡi nua. Chuối sáp này ăn được nha. Rồi mình sẽ chọn nó. Đứng ở đây. Hơi bị nha. Dạ. Đẩy vào trong. Đẩy ngược vào trong. Mọi người ơi, thì hồi nãy giờ mình đã hái được ba cái hoa chuối nha mọi người, thì còn gọi là bắp chuối á. Thì bây giờ mình sẽ thử chấm ngót ăn nha. Bình thường thì mình ăn, thường thường mọi người ăn thì ăn gỏi bắp chuối, rồi bắp chuối thì gì ta, luộc nấu canh xào gì đó, nhưng mà mình sẽ ăn sống nha. Mình sẽ ăn sống rồi chấm ớt nha. Đây, thử ăn nguyên bắp luôn nha mọi người. Không ta. Nó còn mũ.
là mới bẻ mọi người. Chảy mũ. Ăn bắp chuối này ăn rất là ngọt mọi người, nhưng mà nó còn tươi quá, nó mũ. Mình sẽ lột nó ra nha mọi người. Lột nó ra ăn. Cái này thì nó vỏ này nó hơi già. Mình sẽ lột cái non mình ăn nha mọi người. Mình sẽ lột nó ra cho nó trắng tươi nổi nè. Nhìn nó mới ngon nha mọi người nha. Rồi trắng tươi luôn mọi người ơi. Bự chà bá mình lột hồi còn có chút ép luôn. Nhưng mà nó non thì ăn sẽ ngon hơn, cái này nó già quá. Mình sẽ chấm nước ớt cho mọi người nha. Chấm rất là ngon non nè. Hoa chuối. Cái màu hồng này nó sẽ là già mọi người, nó sẽ còn già. Màu trắng thì nó non mọi người, ăn màu trắng thì nó hết sơ, không biết sơ nè. Đó, tươi ngon rồi đó, trắng tươi luôn. Ngon mọi người, ăn giống như bắp chuối mình đó. Ngon. Cái này là kho quẹt đó mọi người. Ớt nó sặc. Cái này là kho quẹt nè mọi người. Nên mình sẽ chấm thử bắp chuối với kho quẹt nha. Đây, cái này là kho quẹt đó, mình để nước mắm, chất mỡ, đường, bột ngọt, ớt. Nói chung là rất là hấp dẫn nha. Bắp chuối mà chấm kho quẹt là xuất sắc luôn. Như là hoa chuối. Hoa chuối thật. Đây. Chấm này vô. Đó. Ăn cái này trúng cơm mọi người. Mặn mặn. Ngọt ngọt. Chút mỡ béo béo. Rất là cay ha. Nhích cái nắp. Xuất sắc luôn nha mọi người. Hai cái này to ghê luôn, cái này nhỏ.
Cái này ăn rất là ngọt mọi người, nhưng mà mấy cái này ăn sẽ rất là chát các mọi người. Mấy cái trái chuối non, trái con mà. Ăn chát các mọi người, nên là mình ăn cái này thôi, cái này sẽ ngon hơn. Ngọt. Rất là non. Nó ăn đã ghê á. Nó dễ 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 quá mọi người. Nó mềm, nó non á. Mọi người ơi, còn cái này to quá thì mình sẽ đập nó ra rồi mình sẽ chế nước giấm đường lên nha mọi người. Đây, khúc củi. Ở quỷ nhà hay đập bắp chuối gì nè mọi người, không có làm gỏi. Không có làm gỏi bắp chuối gì đâu, chỉ bắp chuối không mà đập gì nè. Nó đập gì đó cho nó mềm nữa hết. Ở đây ai miền Tây mới biết nha. Ủa miền Bắc không biết, biết không nữa. Nó nói lại gì đó. Đó mọi người, đập mềm theo hết gì đó, đập cho nó tan nát, đừng đội nội tạng hết, tan nát nhừ đó hết. Dạ con, chút cái này nó hơi đắt nha mọi người, nhưng mà hồi mình sẽ dạ con chút nào mình sẽ gọt nó ra. Sẽ, chắc con không dơ lắm đâu. Ở dơ sống dài nha mọi người. Đó, đó mình sẽ cắt nó ra nha, cắt này ra. Đó, mình sẽ lấy cái nhâm trong thôi. Đó, tại ở ngoài ruộng ngoài đồng nên là không có dụng cụ gì hết đó mọi người. Mình sẽ mở bụng nó ra, đập nó tan nát chưa. Đây nè mọi người ơi, mọi người ơi, xem chúng đang sẽ xác cái này ra nè mọi người. Bỏ mày, bỏ đấy, đấy mọi người, ở trong đây là ở trong của trái bắp chuối nha mọi người. Rồi chúng ta sẽ, cái này là giấm đường nha mọi người, nó sẽ rưới đều lên. Hồi nãy giờ Yên đã quay quậy đều rồi, cái giấm đường đó mọi người, giống như mình bắp gỏi vậy đó. Nhưng mình sẽ rưới lên như vậy nè. Có nhiều người thì người ta để chanh đường, còn mình thì mình thích giấm đường thì mình để giấm đường thôi. Đó, nó sẽ thấm, nó sẽ chua chua ngọt ngọt. Đấy, giống như gỏi gì đó. Rồi, mình chờ đợi 5 phút sau. Okay. Rồi, 5 phút rồi đó mọi người. Video nó nhanh lắm mọi người. Thì bây giờ mình sẽ ăn nha. Đó, giấm đường. Cái này là chua chua ngọt ngọt rồi đó. Chấm mới ớt nha. Chấm thử mới ớt nha. Đào mỡ. Mà giấm đường vô nó ngọt ngọt. Giờ mình sẽ chấm con quẹt cho mọi người. Chua chua ngọt ngọt, rất là ngon mọi người. Không biết ở mọi người có ai ăn kiểu này chưa, chứ quê Yến thì hay ăn kiểu gì đó mọi người, chứ không có làm gỏi chuối như thành phố đâu. Chỉ đặt nhừ 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 ra rồi nặng chanh, chanh đường hoặc là giấm đường vô vậy đó, rồi chấm khô quẹt ăn vậy đó. Ngon mọi người, đơn giản mà rẻ mà ngon.
Mọi người ơi, hồi nãy giờ thì Yến đã ăn gần 2 cái bắp chuối rồi nha mọi người, 1 cây rưỡi rồi đó. Thì cũng rất là no rồi mọi người. Thì nếu mọi người thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, like và comment ủng hộ Yến nha mọi người, để Yến có thật là nhiều động lực để làm những cái video thật là hay và thú vị hơn nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.